Có một con tàu đang trôi dạt đâu đó trên đại dương mà không có thủy thủ đoàn. Lần cuối cùng ai đó nhìn thấy nó đã hơn 50 năm trước. Câu chuyện của nó gợi nhớ đến người Hà Lan Bay, một con tàu luôn luôn luẩn quẩn trong vùng nước và mang đến thảm họa cho bất cứ ai nhìn thấy nó trên biển, ít nhất là truyền thuyết kể như vậy. Không giống như người Hà Lan Bay, SS Peachimo chắc chắn là có thật và được sản xuất cho một công ty Đức ở Hamburg và khởi đầu là một tàu chở hàng thông thường buôn bán nguồn cung cấp giữa Hamburg và Thụy Điển ở biển Baltic bắt đầu từ năm 1914. Nó có một động cơ hơi nước mạnh mẽ và thân tàu làm bằng thép. Vài năm sau, con tàu trở thành tài sản của Anh. Sau đó, vào những năm 1920, một công ty Canada đã mua nó với giá khoảng 18.000 đô la, một số tiền rất lớn vào thời điểm đó. Chủ sở hữu, công ty Vịnh Hudson đã tích cực sử dụng con tàu trong vài năm. Họ thường gửi nó trong các chuyến hành trình từ cảng quê hương ở Scotland đến Siberia, Alaska, Yukon và lãnh thổ Tây Bắc. Nó cũng đi qua kênh đào Panama và thậm chí cả kênh đào Suez với những tấm da lông thú được bán trên tàu. Đôi khi nó cũng sẽ vận chuyển hành khách. Nó đã hoàn thành 9 chuyến đi thành công trước khi chuỗi vận may này kết thúc. Bắt đầu từ những năm 1930, SS Peachimo sẽ gặp rắc rối với băng và bão. Khi nó lần đầu tiên bị mắc kẹt trong băng vào tháng 10 năm 1931, một số thành viên trong đoàn đã trốn thoát được đến Alaska. 15 trong số 22 thủy thủ quyết định ở lại với con tàu của họ và cố gắng cứu nó. Họ mang theo lông thú và hàng hóa có giá trị khác trị giá khoảng 58.000 đô la trên tàu. Công ty đã gửi cho họ vật tư để vượt qua mùa đông. Họ dựng trại gần con tàu bằng cửa sắt, bạt và các vật liệu khác rồi dỡ hàng xuống. Và cuối tháng 11, một trận bão tuyết ập đến khu vực này và dường như nó đã cuốn theo con tàu. Nền tảng băng vẫn còn lại, nhưng con tàu đã thoát ra được. Một số thành viên phi hành đoàn chắc chắn rằng nó đã bị chìm. Nhưng không bao lâu sau, họ nhận được tin từ một người dân địa phương đã phát hiện ra con tàu của họ cách trại của họ khoảng 72 km. Thủy thủ đoàn tiếp tục cuộc sống của họ và con tàu bắt đầu cuộc hành trình như một con tàu bỏ trốn. Mọi người sẽ phát hiện ra SS Peachimo mỗi năm một lần hoặc lâu hơn cho đến tận năm 1969. Nó chủ yếu được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Alaska. Một người đàn ông đến Nome cùng với chiếc xe trượt tuyết do trò kéo, những người thăm dò, thám hiểm và thợ săn kho báu đều khẳng định đã nhìn thấy SS Peachimo. Ai đó đã cố gắng lên tàu và đưa nó về cảng, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt trên đó nhiều ngày vì thời tiết khủng khiếp. Những người khác may mắn hơn và đã lấy được một chiếc thuyền đánh cá voi, một số đồ đạc và những vật có giá trị khác từ tàu. Những người đến gần tàu thì thấy tàu bị hư hỏng và mất chân vịt. Tuy nhiên, nó vẫn nổi mà không có thủy thủ đoàn trong ít nhất 38 năm và trở thành con tàu ma có hành trình dài nhất trong lịch sử. Vào năm 2006, chính quyền Alaska bắt đầu một dự án giải quyết bí ẩn về con tàu ma của Bắc Cực này và tìm kiếm SS Peachimo dù còn ở trên hoặc dưới mặt nước. Cho đến nay, dự án vẫn chưa thành công. SS Peachimo vẫn là một trong số khoảng 4.000 con tàu đã biến mất ngoài khơi bờ biển Alaska. Nếu truyền thuyết từ thế kỷ 17 không nói dối, thì con tàu ma này có thể đang đi đâu đó dọc theo người Hà Lan Bay. Nó thuộc sở hữu của công ty Đông Ấn Hà Lan. Thuyền trưởng của nó đã làm được điều không thể vào thời điểm đó và lên đường từ Hà Lan đến Indonesia chỉ trong 3 tháng. Họ nói rằng anh ta đang bay trên biển và một số kẻ ác miệng giải thích rằng anh ta đã thỏa thuận với các thế lực tà ác để đạt được điều đó. Khi con tàu đang trên đường trở về nhà, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã biến mất không dấu vết. Có nhiều phiên bản về những gì đã xảy ra với nó. Một trong những câu chuyện đầu tiên nói rằng nó đã cố gắng vào cảng ở mũi Hảo Vọng, gặp phải một cơn bão khủng khiếp và chìm vì không có thuyền trưởng nào để có thể cứu chiếc thuyền được. Một truyền thuyết khác kể rằng thuyền trưởng đã không chịu vâng lời bầu trời để cho con tàu chìm trong cơn bão. Sau đó, một luồng ánh sáng đáng sợ tấn công con thuyền và thủy thủ đoàn, khiến con thuyền phải lang thang mãi mãi không ngừng nghỉ. Nhiều thủy thủ tuyên bố đã phát hiện ra người Hà Lan lang thang.
công tước xứ York, người sắp trở thành vua nước Anh, đề cập đến việc đã nhìn thấy nó ở vùng biển Úc. Ngay sau khi phát hiện ra con tàu, người đàn ông nhìn thấy nó đầu tiên đã rơi từ trên đỉnh cột buồm xuống và không thể sống sót. Có nhiều cuộc gặp gỡ hơn với con tàu huyền thoại này cho đến giữa thế kỷ 20. Các con tàu gần như sẽ va chạm với nó khi người Hà Lan bay bất ngờ nhào tới. Các nhà khoa học có lời giải thích hợp lý hơn cho bí ẩn này. Fata Morgana. Đừng nhầm lẫn với Hakuna Matata nha. Khi bạn ra biển vào một ngày nắng nóng, không khí gợn sóng, cảm giác như khi bạn nhìn ra đường vào một ngày hè oi bức. Đó là do một thứ gọi là khúc xạ khí quyển. Khi ánh sáng đi qua các lớp không khí khác nhau với nhiệt độ và mật độ khác nhau, nó sẽ bị uốn cong và xoắn lại. Đôi khi trong những điều kiện nhất định, sự bẻ cong ánh sáng này có thể tạo ra những ảo ảnh quang học thực sự kỳ lạ trên đại dương, giống như cảnh tượng người Hà Lan bay. Hiện tượng Fata Morgana có thể làm cho các vật thể ở xa bị biến dạng, bị kéo giãn hoặc thậm chí bị nâng lên trên đường chân trời. Vì vậy, bạn có thể nhìn thấy một con tàu ở xa, nhưng do cách ánh sáng bị bẻ cong nên sẽ trông như thể nó đang lơ lửng trên mặt nước hoặc thậm chí biến mất rồi lại xuất hiện. Fata Morgana thường được nhìn thấy nhiều nhất ở các vùng cực, đặc biệt là trên những tảng băng lớn có nhiệt độ thấp đồng đều. Nhưng bạn có thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu, ngay cả trên sa mạc và trên hồ vào những ngày nắng nóng. Những câu chuyện đầu tiên về những con tàu ma bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp và La Mã cổ đại. Một trong những con tàu nổi tiếng nhất trong lịch sử là Mary Celeste. Chiếc tàu du hành này đang đi từ thành phố New York đến Genoa và được dự trữ đầy đủ lương thực. Nhưng khi nó được phát hiện ở Đại Tây Dương vào năm 1872, trên tàu không có một ai trong thủy thủ đoàn. Đồ đạc cá nhân vẫn còn trên tàu, hoàn toàn không bị xáo trộn. Mục cuối cùng trong nhật ký của con tàu được thực hiện trước đó 10 ngày. Chúng ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với thủy thủ đoàn và con tàu đã truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện và truyền thuyết ma quái. Lady Lovebond là một chiếc thuyền buồm huyền thoại khác được cho là đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Kent vào giữa thế kỷ 18. Câu chuyện kể rằng, thuyền trưởng của con tàu Simon Reed vừa kết hôn và đưa cô dâu của mình lên tàu để tổ chức một chuyến du ngoạn ăn mừng, bất chấp sự mê tín rằng nó có thể mang lại điều xui xẻo. Họ đang trên đường đến Bồ Đào Nha thì người thuyền phó cũng yêu vợ mới của thuyền trưởng nổi điên lên vì ghen tuông, tấn công một thuyền viên khác rồi chiếm lấy bánh lái và lái con tàu lao thẳng vào bờ của Goodwin Sands đáng sợ. Không ai trên tàu sống sót và người ta cho rằng con tàu sẽ xuất hiện trở lại như một con tàu ma cứ sau 50 năm. Ở thời điểm hiện tại, nhiều tàu bị bỏ hoang và cố tình biến thành tàu ma. Có hàng ngàn con tàu trôi nổi trên sông, hồ, kênh và vùng nước ven biển Hoa Kỳ. Một số người bị mất thuyền trong bão hoặc trong thời tiết khắc nghiệt khác. Những người khác phải bỏ thuyền vì việc bảo trì chúng có thể tốn tới 10% giá thuyền. Ngoài ra, việc cầm bến một con tàu có thể lên tới vài nghìn đô la mỗi năm. Nhiều thuyền được làm bằng sợi thủy tinh nên chủ thuyền không thể tái chế chúng như phế liệu được. Vì vậy khi muốn tống khứ nó, họ thường buộc nó vào bến tàu rồi lẻn đi, để nó trôi xa bờ hoặc tìm cách đánh chìm nó. Khi tàu ma chìm ở vùng nước nông, chúng có thể gây thiệt hại cho các dạng san hô, rừng ngập mặn, vùng đầm lầy, môi trường sống của hàu và vùng đất ngập nước. Thêm vào đó, chúng có thể va chạm với những con tàu thông thường và gây ra rắc rối thực sự. Vì vậy, đừng làm điều đó.